bạn, em mình xin mến chào các bạn trở lại kênh của em mình ngày hôm nay nha. Bây giờ em mình sẽ vẽ cho cô khách này cái tip màu đen. Đây là em mình đắp bột màu nè các bạn. Xong rồi ha. Bột màu cái hiệu này đây. Đây. Cái hiệu này nè. Để em mình coi coi cái số 15B. Rồi. Em mình mua cái này ở tiệm nail supply của người Việt không có cái liên nha các bạn. Bây giờ em mình sẽ dùng cái màu đen keo đặc nè. Đây em mình vẽ cho cô khách này. Em mình muốn vẽ cái keo đặc cho nó đậm đó các bạn. Rồi bây giờ em mình sẽ vẽ cái thiếp ha. Em mình bắt ngay giữa này, cái thiếp nó rất là mỏng. Ngay giữa này mình bắt lên. Rồi bây giờ em mình tô lại ha. Could you just replace that? Các bạn thấy cái màu đen này nó rất là đặc. Mình làm thì nó hơi lâu một chút xíu nhưng mà nó đen rất là quyền đó. Là mình đã xong cái thiếp đen rồi nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ cô khách này có muốn một lát anh mình sẽ đi thêm một đường nữa. Bây giờ mình đi cái thiếp trước rồi. Đó. Mình kéo lên đây. Đây mình kéo lên đây. Rồi mình tô cái thiếp cho lấy cái lằn đường cong trước nha. Rồi sau đó mình mới tô lại sao. Các bạn thấy cái keo đặc này nó đặc lắm, mình chưa cực mình tán ra thôi. Các bạn không có keo đặc thì các bạn muốn vẽ cái keo màu đen cũng được, tùy mình thôi các bạn. Rồi. Rồi em mình xong hai ngón nè. Em mình thích là thích cái độ đen quyền thôi. Đó, em mình tơ ra. Kéo xong rồi mình tơ nha. Tại đi cái thiếp này, cái thiếp này nó mỏng thôi, mỏng nó ngắn thì mình dùng cái này. Nếu mà cái thiếp mà nó dài quá thì mình sẽ dùng cái màu keo thì nó sẽ nhanh hơn. Nếu màu keo thì mình có thể sơn một nước hoặc hai nước nha các bạn. Rồi, rồi mình xong luôn cái này. Các bạn thấy em mình kéo cho nó xéo lên không? Đó, rồi bây giờ em mình tơ. Rồi, giờ mình tơ lại, các bạn thấy không? My son is going to be a pilot. My husband has his pilot's license, but he works for Hanes. Not the underwear. Rồi là mình đã xong luôn. Rồi qua thứ mấy cái nha. Mình đi cho cái đường nó cong lên tí. Rồi bắt đầu mình tô lại. Các bạn biết khi mà mình vẽ fan á, mình bắt cái đường trước. Mình sẽ tự thường khi bà làm á. Đó, các bạn thấy là mình đã xong rồi đó. Đó. Nó rất là xong. Đây mình thấy có chút xíu nè. Nhưng khi mình muốn chỉnh cho nó thiệt là ngay thiệt đẹp. Cái này em có cách nhấn nhấp nó ô rồi chút xíu. Em này chùi. Đó, các bạn thấy không? Rồi em mình đã xong cái thiếp màu đen. Bây giờ em mình sẽ vẽ thêm cho xong cái bàn tay này luôn. Bây giờ em mình sẽ vẽ thêm một cái line nè. Cái line đi theo cái thiếp màu đen nè. Rồi. Rồi giờ mình chấm cái cỡ cái đầu nhỏ nha các bạn. Em mình đi cái line cái thiếp màu đen đây.
with the bar, the lock to have the bottom and the hot towel is 55. Hello. Can I help you? Wait a minute, 10. Uh-huh. Can I call up, please? Okay. Dạ, các bạn thấy vậy mình chùi đen miếng nha. Đó, mình dễ làm khi nó bị over tí xíu. Mình phải chùi lại luôn cho nó đẹp. Rồi. Bây giờ em mình sẽ đi đây. Đó, mình tô cho nó đều ha. Rồi, mình lấy cũng vậy. Đó, rất là đơn giản luôn các bạn. Mình kéo lại bên đây. Rồi, nhìn qua đây nha. Rồi, mình đây kéo xuống nữa nè. Đó, vậy là em mì đã xong rồi đó các bạn. Đó, rất là đơn giản, không cái nè. Vậy là em mì đã xong. 5 ngón giả phen, bây giờ em mì bỏ vô cho hơi nha. Sau khi em mì cho hơi, em mì bỏ nước bấm lên là em mì đã hoàn thành xong cái bộ móng tay của khách này ngày hôm nay. Rồi bây giờ qua bên đây thì mình cũng đi y như vậy luôn các bạn, không có gì khác hết nha. Mình cũng bắt đầu làm như cái bàn tay bên kia. Rồi mình cũng bắt đầu diễn như vậy luôn. Mình vẽ thì nó cũng không có lâu mấy à, tại cái treo nó đặc á, mình phải mất thời gian mình tán cái màu treo ra, mình tán cho nó đều chứ mình không có lấy quá dày được. Rồi, kêu hai người đó đợi anh chút nha. Rồi đây cũng vậy. Kéo xong rồi mình tán ra các bạn thấy không? Đó. Rồi qua đây cũng vậy. Mình đắp bột màu thì mình vẽ luôn, mình không cần sơn nước bay các bạn. Bây giờ nhiều cô khách rất thích đắp những cái bột màu như vậy. Bây giờ cái bột màu thì cái màu natural nó gây rất là đẹp hơn là mình sơn cái nước sơn cái màu natural. Sơn cái nước sơn cái màu natural quá thì có nhiều khi nó cái nước sơn nó lợp quá, nó không có cover cái bay nail được nha, cái nail bay đó. Còn cái màu mình đắp đó thì nó cover rất là good. Rồi các bạn thấy mình sắp xong rồi nha, hai ngón nữa là xong rồi. Rồi đây cũng vậy. Tí xíu nè. Rồi. Rồi bây giờ mình ngón ngón cái để làm mình được xong rồi ha. Mình tô đầu móng luôn.
Rồi bây giờ Amy sẽ đi ra cõi nhỏ này nha. Mình sẽ đi lại cái một cái đường nhỏ như bên kia. Rồi các bạn coi Amy đi nha. Rồi bây giờ Amy phải rửa nó xíu nè, rửa cho cỏ nó mềm ra. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái màu đen đây, mày đi một lần nữa. Bên đây cũng vậy, các bạn thấy mấy cái lần nhỏ vậy chứ nó khó đi hơn những cái lần to nha. Rồi xong đây một lần nữa, tôi tưởng như mình vẽ cái shadow fan vậy đó các bạn. Rồi đây một lần nè, mình thấy những cái mẫu như vậy rất là simple luôn, nhưng mà bây giờ rất nhiều cô thích trẻ thích gì nha các bạn, màu đen hoặc là màu trắng. Phần đông là nhiều cô giữa ôm mình á, vẽ màu đen nhiều hơn. Rồi giờ là mình đã xong luôn bàn tay bên đây. Đây này, bỏ vào cho các bạn coi, đây là hai bàn tay nè. Cái mẫu rất là đơn giản, dễ thương luôn. Rồi bây giờ mình cho hơi bên đây nha. Rồi bây giờ cái bước sau cùng, em mình bỏ nước bóng lên. Em mình nó xích cái tay cho dính chút xíu. Sau khi em mình bỏ nước bóng lên là mình đã hoàn thành xong cái bộ móng của khách này ngày hôm nay nha các bạn. Rồi em mình vẽ đắp bột hồng này, vẽ cái black tip với một cái line tip đen nhỏ đó, rất là đơn giản dễ làm luôn. Đây. Rồi bây giờ em mình xin kết thúc cái video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.